Em gửi thông tin mặt bằng số 226-228 đường Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. Mặt bằng làm cách điểm quy hoạch BGG.52 là 90m. Mặt bằng nằm bên cạnh mặt bằng 272 đường Bình Minh đã được hội đồng phê duyệt. Tuy nhiên không đàm phán được phần giá thuê với bên cho thuê. Mặt bằng xung quanh mặt bằng thì có khá là nhiều các cái đơn vị kinh doanh thời trang, đồng hồ, kính mắt, Thế Giới Sữa, MediaMark, Thế Giới Di Động, các thương hiệu thời trang, các thương hiệu có tên tuổi. Mặt bằng nằm ở vị trí trung tâm gần Ủy ban Nhân dân thị trấn Đồi Ngô, bán kính 300m. Xung quanh mặt bằng thì có khoảng 700 hộ dân, lưu lượng giao thông 35-40 lượt trên phút. Mặt bằng hiện tại thì đã có cửa kính, cửa cuốn, thả trần, nát lèn, nhà vệ sinh. Vinmark Cộng thực hiện các hạng mục trong suốt đầu tư.